Chào mừng tất cả các bạn đến với phần học tiếp theo của chúng ta. Ở đây chúng ta bước qua chương 7, gần như là chương cuối cùng của khóa học này. Đó là thực hành một số hiệu ứng lửa bụi và dùng cho motion graphic. Đó. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn đầu tiên, đó là hướng dẫn bạn hiệu ứng làm trời mưa. Bạn nhớ nhá, đây là những hiệu ứng để mình add vào motion graphic hoặc animation để khiến cho cái hoạt hình của mình nó trở nên nó sinh động hơn thôi. Còn thực ra nó không phải là thật. Bạn hiểu không ạ? Có nghĩa là lửa ở đây chỉ là lửa giả thôi, hoặc là mưa ở đây chỉ là mưa giả thôi, nó không phải là thật. Đấy, bởi vì thật đấy, mọi thứ thật đấy thì nó là bên mảng VFX rồi đấy, thì cái đó là một khóa học khác. Mình rất hy vọng là nếu bạn nào quan tâm có thể đăng ký khóa học đó bên mình đấy, nhưng mà đây là cái dạng animation cơ thì ra dễ hơn rất nhiều cho mình có thể làm đó. Thì mình dẫn theo cái dạng animation thôi bạn nhé. Rồi, ở đây mình có thể làm hiệu ứng mưa như sau. Ví dụ bây giờ bạn có một cái ảnh hay cái video bất kỳ, ví dụ như mình có thể lên mạng kiếm nhé, lên mạng kiếm một cái video đi, đây đó, video thành phố chẳng hạn. Đấy. Hình ảnh đi. Ok, ở đây mình có thành phố, ví dụ như là mình có cái này đi. Không phải, ví dụ như là có mình chỉ demo thôi bạn nhé. Còn bạn nào muốn làm thì có thể tự mình đặt phù hợp hoàn cảnh nhá. Ở đây mình chỉ demo thôi. Ví dụ như đây mình có cái thành phố như này. Đấy. Ảnh hơi xấu, cái này cũng được. Rồi. Lưu hình ảnh thành. Desktop nhanh nhá, desktop saver. Rồi chúng ta kéo nó vào After Effects đây và kéo nó thả vào đây. Ui, file này nhỏ thế nhỉ, mình tạo ra một file mới, new project, don't save, kéo nó vào lại đây, kéo nó thả vào After Effects và tạo ra một file mới to bằng nó đó. Ui bé thế này. Bây giờ như sau này, mình chọn fit đi. Rồi, để tạo hiệu ứng mưa các bạn sẽ add ở bên Effect and Preset này, các bạn add vào một hiệu ứng mưa bằng như sau. Các bạn ấn cho mình là CC Rainfall. Đây các bạn kéo cái CC Rainfall này thả vào. Lập tức các bạn ấn cho mình play. Đây thì nó có hiệu ứng mưa như này. Rất là cơ bản như này, nó tạo ra mưa rồi. Đấy, có thành phố mình đang mưa. Đó, rất đẹp, rất là dễ dàng như này. Tiếp theo bạn nào mà ở đây mình sẽ không đào sâu cái này này, bởi vì cái này nó hơi bị ăn qua bên VFX rồi, hay qua ăn lên cái effect rồi, thì ở đây mình không nói sâu, ở đây mình chỉ nói qua như này thôi. Ví dụ bạn muốn làm mưa to hơn chẳng hạn, các bạn sẽ tăng cái drop này mạnh nhiều hơn đấy, thì mưa mình sẽ to hơn và nhiều hạt hơn đó. Tiếp theo là bạn muốn là tăng độ lớn của hạt mưa, các bạn tăng lên, hạt mưa mình sẽ to hơn theo luôn đó, vừa mưa vừa dày, vừa to vừa dày. Tiếp theo là tốc độ mưa ở đây bạn có thể tăng lên, gió bạn có thể tăng wind lên. Thì bạn thấy là mưa mình nó đã bị nghiêng như này. Nếu bạn muốn làm gió thì mưa mình nó sẽ bị nghiêng như này. Đó, được chưa? Rồi. Đó, thì một vài cơ bản là như vậy, mình có thể tạo ra hiệu ứng mưa rất là nhanh và rất là đẹp. Ví dụ bạn nào mà trong mô tả những cái cảnh video mà nó có mưa chẳng hạn, chẳng hạn thế đi, thì bạn có thể áp dụng cái cách làm này để bạn tạo ra mưa cho cái video của mình. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.